Ra khỏi Đà Nẵng, xe nhằm hướng Quảng Ngãi mà phóng. Xe lần lượt vượt qua các địa phương Lệ Trạch, Nông Sơn, Trà Kiệu, Phú Cảng, An Mỹ, Tam Kỳ. Rồi tới thị xã Quảng Ngãi, xe chạy 140 cây số, mất gần 3 giờ. Khi tới thị xã, mặt trời đã đứng bóng. Đặt chân lên thị xã Quảng Ngãi, một ấn tượng mạnh gây trong đầu óc chúng tôi đó là khí thế cách mạng hừng hực của quần chúng cách mạng. Khác với những vùng đất chúng tôi đã qua, nơi đây chị em tự vệ đều cắt tóc ngắn, hỏi ra mới biết cắt tóc ngắn để thề cứu nước nhà, và ai cũng thắt dây lưng ra ngoài áo. Người cầm mác, người cầm dao, người cầm cuốc, thuồng, gậy gộc, đi đi lại lại trên đường phố, trông nghiêm trang và đầy vẻ tự hào. Niềm kiêu hãnh của nhân dân với độc lập tự do tràn lên những gương mặt trẻ trung. Khi xe của chúng tôi đang chuẩn bị rẽ sang một phố để đến trụ sở Ủy ban Cách mạng, bỗng một nữ chiến sĩ tử vệ xông ra kể lưỡi mác và bánh xơi rồi hô, đứng lại. Anh lĩnh đưa giấy ra trình, chị tử vệ xem giấy, lắc đầu, tỏ vẻ chưa thông. Tôi phải xuống xe, ôn tồn, phân trần mãi, chị mới chịu xuống thang, đưa gặp đồng chí phụ trách. Đến nơi, bất ngờ gặp ngay anh Võ Văn Khế, tức Trần Quý Hai. Tên chữ Trần Quý Hai do các anh Trần Hữu Dực và Hoàng Anh đặt cho từ cuối năm 1946, khi anh từ Quảng Ngãi ra Huế nhận chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Quân dân chính Thừa Thiên Thuận Hóa. Khi chúng tôi gặp anh ở Quảng Ngãi, anh vẫn mang tên Võ Văn Khế. Anh là một trong những đại biểu của Trung Kỳ đi họp ở Tân Trào. Anh nói rằng sau khi lĩnh hội ý kiến của Trung ương ở hội nghị Tân Trào, vội vàng về ngay Quảng Ngãi để tổ chức việc khởi nghĩa. Nhìn anh rắn giỏi, khỏe mạnh trong bộ quần áo kaki vàng của anh Phạm Văn Đồng cho ở Tân Trào, tôi hình dung ra một vị võ tướng tương lai. Anh đưa chúng tôi về nhà bungalow, một kiểu nhà sàn trên cột bê tông, bổ rượu cho uống rồi nói chuyện về tình hình khởi nghĩa ở địa phương. Qua anh, chúng tôi được biết Quảng Ngãi nổ ra khởi nghĩa từ ngày 13 tháng 8 năm 1945 cho tới ngày 28 cùng tháng thì giành được chính quyền trong toàn tỉnh. Trong thời gian đấy, các chiến sĩ du kích chiến khu Ba Tơ phối hợp tuyệt đẹp với quần chúng cách mạng lần lượt hạ các đồn Di Lăng, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Ninh Long và huyện lỵ Nghĩa Hành. Cuộc đánh nhau với quân Nhật ở Xuân Phổ và Mỏ Cày gây tiếng vang lớn. Anh Hai cho biết tại Quảng Ngãi có bọn quan lại triều Nguyễn, sau khi nghe tin Việt Minh dục dịch cướp chính quyền, chúng sợ chạy từ Huế về đây để ẩn mình. Các anh muốn bắn bọn này, nhưng tôi bảo có bắn vài ba tên quan lại cũng không giải quyết được việc gì, chi bằng trước mắt cứ khoan hồng cho chúng, xem thái độ của chúng ra sao, sau đó chúng ta sẽ có quyết định dứt khoát. Vấn đề là phải biết phân hóa để đoàn kết được rộng rãi. Đó là chính sách của Bác Hồ. Các anh ở Quảng Ngãi đồng ý với ý kiến của tôi. Chúng tôi rời Quảng Ngãi trong lúc trời đang ngả về chiều. Đường vào Quy Nhơn còn khoảng 60 cây số, cho nên phải tranh thủ đi. Bình Định hiện ra trước mặt chúng tôi với những rừng dừa san sát ngứt ngát hai bên đường. Ven biển cũng đầy những cây dừa xanh nặng chịu quả. Nhưng sự trù phú của thiên nhiên nơi đây lại đem đến cho lòng ai một nỗi buồn day dứt khi nhìn những em bé thân hình gầy guộc đen thui đi chăn bò, cùng với những bộ quần áo vá víu đùm đục của những bà đi chợ mà trong túng chỉ toàn những cám cùng ô. Đã bao đời, người Bình Định phải sống cuộc đời nghèo khổ như vậy. Nay cách mạng thành công, thì cách mạng phải nhận dạng cho đầy đủ chân dung người lao động quê hương cực khổ như thế nào để còn có cách giải quyết. Không thể để cho đồng bào sống lam lũ mãi thế này được. Đó là tiếng nói thiết tha của những người có lương tri. Chỉ có cách mạng mới làm được điều đó. Từng chân trên mảnh đất Thượng Võ, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo Việt Minh tỉnh báo cáo về khởi nghĩa của Bình Định. Khác với nhiều địa phương trong cả nước, Bình Định bước vào khởi nghĩa có hai tổ chức Việt Minh Nguyễn Huệ và Việt Minh Tăng Bạt Hồ. Việt Minh Nguyễn Huệ do một số đồng chí ở tù về cùng với các đồng chí ở An Nhơn, Bình Khê lập ra và lấy Phú Phong làm cơ sở để phát triển phong trào ra toàn tỉnh. Còn Việt Minh Tăng Bạt Hồ là do Ủy ban Vận động Cứu Quốc tỉnh lập ra. Tuy là hai tổ chức Việt Minh nhưng mà không có mâu thuẫn nội bộ. Tất cả đều chung sức chung lòng chống Nhật, cứu nước. Vào những ngày của tháng 6 năm 1945, Việt Minh Nguyễn Huệ họ quyết định chủ trương khởi nghĩa và phối hợp với Việt Minh Tăng Bạt Hồ cùng hành động. Để cho chắc ăn, trước khi khởi nghĩa, Việt Minh quyết định tổ chức một cuộc meeting lớn ở Quy Nhơn để thăm dò xem thái độ của Nhật ra sao. Qua meeting thấy địch không phản ứng gì. Vì vậy, vào khoảng 22 hoặc là 23 tháng 8 năm 1945, một cuộc meeting toàn hành khổng lồ được tổ chức ở Quy Nhơn.
Đoàn người tuần hành xông vào chiếm các công sở và dinh tỉnh trưởng, buộc viên tỉnh trưởng phải giao con dấu cho Việt Minh. Ủy ban nhân dân cách mạng ra đời. Trong lúc Việt Minh Nguyễn Huệ tổ chức khởi nghĩa ở Quy Nhơn, Việt Minh Tăng Bạt Hổ quyết định tổ chức khởi nghĩa ở huyện Hoài Nhơn và nhiều nơi khác như Hoài An, An Nhơn, chiếm huyện lỵ, tiêu diệt đồn Bảo An, thu nhiều vũ khí, lập ra Ủy ban nhân dân cách mạng huyện. Khi chúng tôi đến Quy Nhơn, thấy các đồng chí đang họp bàn quyết định hợp nhất các lực lượng trong tỉnh Bình Định. Đêm ngủ tại Quy Nhơn, nghe sóng biển vỗ xô bờ, tiếng rít của những dạng phi lao gợi lên cảnh trí của một vùng ven biển. Nghe nói nơi đây có nhiều căn cứ chống ngoại xâm, cùng với những truyền thuyết về núi Bà, Tràng Lý. Dãy núi Tây Sơn là đại bản doanh lúc đầu của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Xe của chúng tôi rời Bình Định trong lúc tỉnh nhà chưa giành được thắng lợi hoàn toàn trong khởi nghĩa, vì nghe nói còn một số nơi như là Tuy Phước, Phù Cát mới đang dậm dịch vùng lên. Tuy vậy, thắng lợi hoàn toàn đã hiện ra trước mắt chúng tôi bởi khí thế cách mạng của nhân dân đang trào lên mãnh liệt. Từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa, xe đã phải băng qua đường dài trên dưới 10 cây số. Chúng tôi ngừng lại nghỉ trưa tại thị xã Tuy Hòa, thấy các chiến sĩ tự vệ đang lao sao chạy xuôi chạy ngược ra chiều tất bật. Hỏi ra mới biết họ đang truy lùng những tên Việt gian chạy trốn. Lúc này tại Tuy Hòa, Việt Minh đã chiếm được phủ đường, đồn Khố Xanh, các công sở. Khí thế cách mạng của quần chúng hăng hái lắm. Khẩu hiệu dán la liệt trên các phố, đả đảo phát xít Nhật, Việt Nam độc lập muôn năm còn tươi rói màu mực. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn còn thấy xuất hiện những tên lính Nhật đi lại. Có lẽ lúc này chúng đã thua trận, nhưng chưa biết sẽ đi về đâu. Còn các chiến sĩ tự vệ đang nắm chắc tay súng bảo vệ những thành quả vừa giành được. Trong quá trình khởi nghĩa, tại một số nơi, trong đó có tỉnh Phú Yên, một số đồng chí đã để xảy ra sự hiểu lầm mà sau này các nhà viết sử chắc coi đó là những giai thoại sinh động trong kho tàng lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là câu chuyện giữa Việt Minh Nguyễn Ái Quốc và Việt Minh Hồ Chí Minh. Chuyện xảy ra ở Tuy Hòa. Khi chuẩn bị khởi nghĩa, tỉnh Phú Yên rất thống nhất với nhau về chủ trương cứu nước. Nhưng sau khi khởi nghĩa thắng lợi, lập chính quyền cách mạng, tự nhiên lại đẻ ra hai nhóm, nhóm Việt Minh của Nguyễn Ái Quốc và nhóm Việt Minh của Hồ Chí Minh. Hai nhóm này có sự xích mích. Khi nghe tin có phái đoàn đại biểu Tổng bộ Việt Minh đến, hai nhóm Việt Minh mời chúng tôi đến họp để giải quyết xích mích. Trong cuộc họp, hai nhóm đều nói nhóm của mình là chân lý, bên nào cũng có lý cả. Đợi cho hai bên phát biểu xong, anh Cao Hùng Lĩnh đứng lên, giới thiệu tôi là đại diện Tổng bộ Việt Minh của cả Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh lên nói chuyện. Hội nghị đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Khi tôi nói Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh, cả hội nghị bừng lên một không khí náo nức sôi nổi. Anh em hai nhóm Việt Minh ôm nhau cười trong niềm xúc động. Còn chúng tôi phải tranh thủ đi sớm đến Sài Gòn, thực hiện đúng lời bác dạy. Xe tới thành phố Nha Trang, trời vừa tối, chúng tôi tìm đến trụ sở Việt Minh để vừa xin nghỉ đêm, vừa tìm hiểu tình hình khởi nghĩa của tỉnh Khánh Hòa. Sự trùng hợp lý thú là ở Khánh Hòa khởi nghĩa cùng ngày với thủ đô Hà Nội. Sự khôn lẽ trong việc lấy gậy ông đập lưng ông, ta đã biến cuộc meeting của một tổ chức thanh niên thuộc chính quyền Bù Nhìn thành cuộc meeting của ta. Đồng chí đại diện Việt Minh của tỉnh nhảy lên bục diễn thuyết, tuyên bố đánh đổ chính quyền cũ, lập chính quyền mới cách mạng. Bọn quan chức Bù Nhìn chưa kịp đối phó đã bị quân cách mạng tóm gọn. Rồi như nước vỡ bờ, quần chúng yêu nước xông lên chiếm các công sở, tuần hành thị uy. Có thể nói đây là một trong những địa phương giành chính quyền đẹp nhất. Đêm thu ngủ tại Nha Trang, biển xanh sóng vỗ mà lòng lâng lâng, sáng dậy người nhẹ hẳn đi. Phải chăng khí hậu nơi đây đã chữa được sự mệt mỏi cho những người trường chinh? Ra khỏi Nha Trang, xe bon nhanh về Phan Rang. Qua Phan Rang là Tháp Tràm, rồi Phan Rí Cửa, Phan Thiết. Suốt dọc đường từ Nha Trang đến Phan Thiết, con đường thiên lý ấy ngập ngút người xe. Tường đoàn quần chúng biểu tình, tay dao tay búa, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, tỏ rõ khí thế sát thát trong thời đại mới. Một dân tộc bị đè nén trăm năm, càng nén mạnh, sức bật lên càng mạnh. Những con người rách rưới, gầy gò, đến không còn sự sống, nay bỗng vụt lên những thiên thần, tưởng chừng phù đồng thiên vương không còn là một huyền thoại. Xe dừng lại Phan Thiết ít phút, chúng tôi nghỉ chân ngồi ngắm biển xanh chan hòa ánh nắng. Những chiếc thuyền con xinh xinh gách mũi lên bờ cát mịn, những rặng cây ven biển lao sao cùng tiếng sóng rầm rộ. Ngày thu trên biển Phan Thiết đẹp lạ lùng, những đám mây trắng nhờ bay trên trời biển đã làm giảm đi cái nóng khô của miền Nam Trung Bộ.
Thiên nhiên nơi đây có phần khắc nghiệt, nhưng lòng người lại lượng bể bao dung. Người dân Phan Thiết biết ruộng khô cằn, lúa cấy khó nhọc, một nắng hai sương, quanh năm tảo tần. Giờ đây cách mạng đã về, lòng người càng bịn rịn trước sự đổi thay của quê hương. Tuy cách mạng chưa làm gì được nhiều, nhưng người dân cũng bắt đầu hít thở được không khí tự do. Nhìn khi thấy cách mạng đang trào dâng lên ở một vùng ven biển, chúng tôi lại nghĩ đến Bác. Lúc ấy, đặt chân lên đất Phan Thiết, chúng tôi chưa biết nơi đây có thời gian Bác đã dừng chân trên con đường vạn dặm đi cứu nước. Mãi sau này, được nghe các đồng chí kể lại, tôi mới biết chính nơi đây thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dạy cho thế hệ tương lai biết nhân phẩm làm người trước khi bước vào cuộc chiến để giành lại quyền sống cho cả loài người. Phan Thiết của năm 1945 thuộc tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh tỉnh Bình Thuận là tỉnh Ninh Thuận. Khi chúng tôi vào tới đây, hai tỉnh đã khởi nghĩa xong. Ủy ban nhân dân cách mạng đã được thành lập, cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên bầu trời hai tỉnh. Nhân dân vùng Tháp Chăm cổ kính bắt đầu lao vào xây dựng cuộc sống mới. Ra khỏi Phan Thiết, xe phóng nhanh, vượt qua nhiều địa phương đến Ông Khánh, Dầu Dây, Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa. Đến Biên Hòa, địa đầu Nam Bộ, không khí cách mạng mới háo hức làm sao. Trên khắp các ngã đường, các chiến sĩ tự vệ ken dày đặc. Trên ngực người nào cũng có huy hiệu búa liềm bằng vải, tượng trưng cho sức mạnh công nông. Rồi cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu căng la liệt trên các phố. Tiếng loa vang lên nhắc nhở mọi người giữ gìn trật tự trị an. Tiếng trống, lại có cả tiếng khèn của đồng bào Tây Nguyên đổ về đây, góp phần làm dậy lên cảnh sắc tương bừng của một thành phố mà nhân dân vừa giành được chính quyền trong tay. Biên Hòa sống vì Sài Gòn, một cử chỉ đẹp đẽ của tỉnh anh em khi mà cử 500 đại biểu về Sài Gòn tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Khi Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi, đoàn đại biểu Biên Hòa trở về tham gia khởi nghĩa ở tỉnh nhà. Biên Hòa tước chìa khóa kho súng của địch vào trưa 26 tháng 8 năm 1945, cũng là lúc bọn phát xít đến giờ cáo chung. Khí thế nổi dậy ở Biên Hòa mạnh lắm, vì nơi đây có cả một lực lượng công nhân cao su hùng mạnh, những người lao động cực nhọc, bán thân đổi mấy đồng xu ăn gạo mục cá thối. Khi họ đã vùng lên thì trời nghiêng đất lệch. Xe của chúng tôi chen chúc trong đoàn người dường như vô tận. Họ đang giải những tên lính Pháp. Bọn này vừa nhảy dù xuống Biên Hòa, muốn làm màn dạo đầu xâm lược trở lại miền Nam. Ủy ban cách mạng quyết định đưa những tên lính này về Sài Gòn xét xử. Vì mới giành được chính quyền, mọi việc còn ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng nhiều khi đến ngây thơ ấy đã gây cho chúng tôi những tai vạ. Khi xe áp giải bọn lính Pháp vừa rẽ lên mặt đường, cũng vừa lúc gặp xe chúng tôi đi tới, thế là xe bị chặn lại kiểm soát. Tôi trình giấy tờ, nhưng anh em tự vệ không tin và tuyên bố chúng tôi bị bắt. Xe chúng tôi cùng xe những tên Pháp đều bị áp giải về Sài Gòn. Tới Sài Gòn, họ đưa chúng tôi vào thẳng khám lớn Chi Hòa, giam chung với những tên Pháp. Trong khoảnh khắc, người cách mạng và những tên xâm lược bị nhốt chung vào một giỏ. Chị Thập nhìn tôi lắc đầu. Anh Lĩnh có vẻ bực bội. May sao, người phụ trách khám đến gặp chúng tôi hỏi nguyên cớ vì sao bị bắt. Khi xem giấy tờ, anh nhận ra chị Thập, liền gọi dây nói thẳng đến Nam Bộ Phủ để báo cáo. Chuông điện thoại reo lên. Từ đầu dây đằng kia, một giọng nói. Alo, alo, cho nói chuyện với Hạ Bá Cang. Người trực máy bảo ai tên là Cang ra nói chuyện. Tôi chạy ra, đặt ngay ống nghe lên tay. Alo, Cang đây. Một giọng quen quen. Nguyễn đây, Nguyễn Văn Nguyễn đây. Anh còn nhớ tôi không? Anh Nguyễn đây hả? Cha ơi, may làm sao? Đó là Nguyễn Văn Nguyễn, một nhà báo cách mạng nổi tiếng mà tôi đã biết từ những năm 1932-1934 tại Côn Đảo. Anh Nguyễn nói tiếp. Cang ơi, anh đang ở đâu? Khám lớn, sao vậy? Chủ tịch Hồ Chí Minh cử chúng tôi vào đây công tác đặc biệt. Chẳng may trên đường tới Biên Hòa bị giữ lại và đưa vào khám. À ra vậy, một sự hiểu lầm. Tôi sẽ ra lệnh thả anh ngay, ra khỏi khám. Nhớ đến thẳng dinh thống đốc nhé. Tôi sẽ đợi các anh ở đó. Trong này có rất nhiều việc, cần phải bàn đến ngoài ấy lắm. Chỉ một lúc sau, chúng tôi gặp nhau. Nguyễn ôm chầm lấy tôi, xong rồi. Được anh Nguyễn đón tiếp chu đáo. Chúng tôi tuy mệt lử nhưng tinh thần rất phấn chấn. Đêm Sài Gòn sáng trong ánh điện, trên trời lấp lánh các vì sao. Nhớ hồi năm 1930, tôi đặt chân tới Sài Gòn. Lúc ấy, thành phố còn đang nằm dưới sự kiểm soát của thực dân Pháp. Mọi hoạt động phải hết sức bí mật. Nay Sài Gòn được tự do, đêm được ngủ yên giấc. Mơ ước bao lâu, nay mới thành hiện thực. Lòng chúng tôi lúc này hướng về Sài Gòn,
ghi nhận Sài Gòn, một thành phố được tập trung nhiều dân cư trong cả nước, về đây đang vươn sức sống, đang dồn sức mở những đợt tiến công vào thành trì bọn phát xít và đế quốc. Chúng tôi cảm nhận Sài Gòn, nơi đã sản sinh ra nhiều nhà thơ yêu nước nổi như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị. Khi tôi tới Sài Gòn, chúng tôi chưa biết nơi đây vào năm 1911, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Chúng tôi cũng chưa biết chính thành phố này, thân phụ Bác, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, năm 1925 đã đặt chân tới. Tại Sài Gòn, cô miệt mài bắt mạch kê đơn chữa bệnh cho nhân dân. Trong lúc từ phương trời xa xăm bên châu Âu, người con yêu dấu của cụ, Nguyễn Tất Thành đang ra sức tìm tòi một phương thuốc chữa bệnh cho cả dân tộc, thì tại Sài Gòn, cụ phó bảng đi chữa bệnh cho từng người. Lương tâm của một người cha và lương tâm của một người con tuy ở đôi bờ đại dương, cả hai đều rất trong sáng. Sáng hôm sau, anh Nguyễn Văn Nguyễn gọi tôi và anh Lĩnh dậy sớm để nghe anh báo cáo sơ bộ vài nét về Nam Bộ. Chị Thập đã về Hóc Môn từ tối qua. Anh Nguyễn báo cáo rất vắn tắt tình hình khởi nghĩa Sài Gòn. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, quân Nhật ở Sài Gòn và các vùng phụ cận có tới 3 sư đoàn bộ binh, hàng nghìn tên hiến binh Ác Ôn và những tên ngụy quyền vốn trước đó của Pháp, nay Nhật sử dụng để thay những tên chỉ huy. Như vậy, lực lượng của Nhật khá mạnh. Nhưng đến khi chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945, Đảng bộ Sài Gòn chớp thời cơ gấp rút hoàn thành công việc chuẩn bị. Công nhân in hàng vạn tờ chuyến đơn tung đi các nơi kêu gọi khởi nghĩa. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, cờ đỏ sao vàng như rừng cây trên các đường phố báo hiệu Việt binh xuất hiện. Sau đó 3 ngày, cờ đỏ búa liềm phấp phới tung bay báo rằng Đảng Cộng sản Việt Nam công khai lãnh đạo khởi nghĩa. Rồi từ chiều 24 tháng 8, nhân dân các vùng gần Sài Gòn như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Lức, Lái Thiêu, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Duộc, Cần Được lũ lượt kéo nhau về Sài Gòn. Đêm hội ngộ cách mạng trong lòng Sài Gòn chật ních người. Cả Sài Gòn đều thức. Sáng sớm, cả một đoàn người từ khắp các ngả đường đổ về đại lộ Norodom tham dự cuộc meeting lớn của Việt Minh. Cuộc meeting biến thành cuộc biểu tình qua đường Katina đến cột cờ Thủ Ngữ, theo bờ sông rạch Sài Gòn về cầu Ông Lãnh, rồi tiếp tục qua nhiều đường phố đổ ra chợ Bến Thành lên dinh Đốc Lý. Đoàn người vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu chính quyền về tay Việt Minh, thành lập chế độ dân chủ cộng hòa. Trước sức mạnh của quần chúng cách mạng, quân Nhật co lại, bọn Việt san thân Nhật lủi như chuột, toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Cuộc nổi dậy của nhân dân Sài Gòn thắng lợi ròn rã trong ngày 25. Sài Gòn nổi dậy, Chợ Lớn và Gia Định cũng vùng lên, rồi các tỉnh đồng bằng phía Nam cứ thế mà xung trận giành thắng lợi trong khoảnh khắc. Sự phối hợp ăn ý giữa Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh phía Nam là kết quả của một quá trình chuẩn bị tích tụ lực lượng từ sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Bài học không thành công của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chính là bài học thành công của cuộc nổi dậy hôm nay cũng trên mảnh đất này. Anh Nguyễn Văn Nguyễn còn muốn nói và chúng tôi còn muốn nghe những trang sử hào hùng về cuộc nổi dậy ở Nam Bộ trong những ngày cách mạng tháng 8. Nhưng anh phải tạm dừng để đưa chúng tôi đi gặp ngay đại biểu các giới, các ngành đang chờ đón. Khi chúng tôi tới chỗ hẹn, đã thấy vài chục đồng chí ngồi nghiêm chỉnh. Thấy chúng tôi, các anh chị đứng cả dậy, bắt tay hết sức thân mật. Anh Nguyễn giới thiệu, thay mặt Thường vụ Trung ương và Đảng bộ Việt Minh, chúng tôi vào giúp Đảng bộ và Việt Minh các tỉnh ở Nam Bộ củng cố Đảng và chính quyền địa phương. Rồi anh giới thiệu, đi lên nói chuyện. Tôi nói rõ mục đích vào Nam của chúng tôi mà Bác, Thường vụ Trung ương và Tổng bộ Việt Minh giao cho. Khi tôi trả lời hỏi thăm của Bác tới các đồng chí, đồng bào miền Nam và nói rõ cụ Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Ái Quốc là một, thì cả phòng họp đứng dậy vỗ tay hồi lâu và hô lớn, nhiệt liệt ủng hộ chính phủ Trung ương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Tôi nói rõ đường lối cơ bản của Bác và cả Trung ương trong lúc này là thực hiện đại đoàn kết toàn dân, thêm bạn bớt thù, tập trung tinh lực vào việc giành chính quyền từ tay Nhật và chuẩn bị ứng phó với quân Anh, Mỹ tưởng, nhân nhượng để Pháp trở lại Đông Dương, phân tích 10 chính sách lớn của Việt Minh. Vấn đề then chốt trong lúc này ở Nam Bộ là chuẩn bị đối phó với quân Pháp trở lại sau khi quân Nhật đầu hàng. Đấy, cuộc gặp diễn ra chỉ có ít phút, nhưng bước đầu đã ăn nhập giữa chúng tôi với các đồng chí Nam Bộ. Họp xong, tôi đánh điện báo cáo để Bác rõ những tỉnh tôi đã đi qua. Các tỉnh Nam Bộ đều đã giành được chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong lúc thủ đô Hà Nội làm lễ độc lập,
Bác Hồ trịnh trọng tuyên bố với thế giới nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Cũng ngày này, tại Nam Bộ Phủ, nằm trong Sài Gòn, cũng tổ chức meeting lớn mừng ngày độc lập. Nhìn rừng cờ cùng với những gương mặt tươi rói của người dân trong ngày độc lập, tôi trào lên niềm xúc động thiêng liêng. Sau gần 9 thập kỷ gán góc chống Pháp rồi chống Nhật, hôm nay Tổ quốc đã độc lập. Thiên ái quốc mà nhân dân ta đã hát từ lúc Phan Đình Phùng, Trương Định, Hoàng Hoa Thám phất cờ khởi nghĩa, nay đã trở thành sức mạnh của hàng triệu trái tim khối óc. Bốn mặt sơn hà từ nay sẽ được phòng thủ vững chắc, quyết giữ vững độc lập, coi đó là lương tâm, danh dự, phẩm giá của tất cả cộng đồng người Việt Nam. Nhưng rồi, lũ thực dân khát máu một lần nữa lại lao vào cướp miếng mồi béo bở. Chúng quyết phá nền độc lập của chúng ta. Một lần nữa, tiếng súng lại nổ. Những tên lính Pháp sổ ra từ các trại giam của Nhật bắt đầu bắn lén khiêu khích các đám biểu tình. Chúng nấp trong nhà thờ Đức Bà bắn xả ra, làm gần 500 con người ngã xuống, hàng chục người bị thương. Hành động khiêu khích này là nghiêm trọng. Đồng bào Sài Gòn sục sôi căm thù quân khát máu. Chúng đã uống máu dân tộc mình suốt 9 thập kỷ, nay còn khát. Nợ máu phải trả bằng máu, không còn cách nào khác. Các chiến sĩ tự vệ Sài Gòn trừng trị đích đáng bọn khiêu khích. Trên các đường phố, những tiếng hô mạnh mẽ và đánh thép vang lên. Đả đảo thực dân Pháp, nước Việt Nam của người Việt Nam, ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh. Từ giờ phút này, quân và dân Nam Bộ bắt đầu bước vào trận mới. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, trong chuyến công cán tại Congo, Brazzaville, tướng Pháp De Gaulle tuyên bố Pháp quyết tâm chiếm lại Đông Dương, coi đó là vấn đề tối cần thiết cho Pháp. Trước mắt, Pháp sẽ gửi 40.000 quân sang Đông Dương. Kế hoạch chiếm lại Đông Dương của Pháp được thực hiện hết sức khẩn trương. Lúc đầu, Pháp muốn đánh chiếm Bắc Bộ trước. Sau đó, chúng điều chỉnh kế hoạch, dựa vào quân Anh gấp rút đánh chiếm Nam Bộ, rồi từ Nam Bộ lấn dần ra Trung Bộ, Bắc Bộ, chiếm phần còn lại của Đông Dương, lập Liên bang Đông Dương. Trong lúc chờ đợi quân viễn chinh Pháp đang vượt biển tới, Pháp dùng ngay kiểu dân Pháp, tân binh Nhật, phối hợp với quân Anh đánh vào Sài Gòn. Ngày 4 tháng 9 năm 1945, tướng Hacy, tư lệnh sư đoàn 20, quân đội Hoàng gia Anh, trưởng phái bộ đồng minh, điều động 7 tiểu đoàn của 8 quân Nhật từ các nơi về Sài Gòn. Từ đấy, máy bay đồng minh liên tiếp trào lượn trên bầu trời thành phố. Ngày 6 tháng 9, 30 sĩ quan Anh vào Sài Gòn. Tới nơi, chúng ra lệnh thiết quân luật, chỉ huy quân Nhật kiểm soát thành phố và ngạo nghễ đòi các lực lượng vũ trang của ta nộp vũ khí. Trắng trợn hơn, chúng đòi đóng bản doanh ở Nam Bộ Phủ, trụ sở của Ủy ban Nhân dân Nam Bộ. Điều này báo hiệu chúng bắt đầu hất chính quyền ta xuống. Quân Anh tiếp tục lấn sâu vào Sài Gòn. Ngày 11 tháng 9, Gacy vào Sài Gòn. Hôm sau, một lữ đoàn quân đội Hoàng gia Anh và trung đoàn bộ binh số 5 RIC vào Sài Gòn, làm tiền trạm cho quân đội viễn chinh Pháp. Đến Sài Gòn, vừa uống xong cốc nước, Gacy ra lệnh tập hợp 7.000 tù binh Pháp, trang bị vũ khí cho chúng, biên chế thành những đơn vị chiến đấu. Rồi y lập ngay bộ máy chính quyền thực dân ở Nam Bộ do Sedin làm thống đốc. Bọn phản động tay sai nghe tin quan thầy trở lại, đốt pháo ăn mừng, kéo đến một địa điểm ở quận Tân Bình, họp bàn kế hoạch bạo loạn, âm mưu đảo chính, lập chính phủ quốc gia liên hiệp tay sai cho Pháp. Dựa vào thế lực của Anh, lại có trên 5.000 lính Nhật giúp sức, thực dân Pháp lớn tới. Tàu chiến Pháp tiếp tục cập bến Sài Gòn, lính viên trinh tiếp tục đổ bộ. Đêm 22 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp mở đợt tiến công với quy mô lớn vào Sài Gòn. Tiếng súng nổ khắp trong thành phố. Lúc ấy, tôi và anh Cao Hồng Lĩnh đang ở nhà anh Tưởng Dân Bảo, nghe súng nổ, biết ngay có chuyện chẳng lành. Đúng như dự đoán của chúng tôi và các đồng chí trong sự ủy, Pháp sẽ tiến công Sài Gòn ngày 1 ngày 2. Cả đêm ấy, chúng tôi hoàn toàn không chợp mắt. Tôi bàn với anh Lĩnh cần thảo gấp lời hiệu triệu của Tổng bộ Viễn binh kêu gọi đồng bào Nam Bộ chiến đấu. Ai có dao dùng dao, ai có mác dùng mác, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thước đất là một chiến hào. Tất cả hãy xông ra bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Thay mặt Việt Minh, tôi và anh Lĩnh cùng ký tên vào lời hiệu triệu. Sáng hôm sau, lời hiệu triệu đang mang xuống xưởng, kịp động viên đồng bào chiến đấu. Trong hồi ký qua những chặng đường, chị Nguyễn Thị Thập có đề cập tới lời hiệu triệu này. Chị kể lời hiệu triệu có nhiều đoạn rất xúc động, đã thôi thúc tất cả mọi tầng lớp dân chúng Nam Bộ xông ra chiến đấu. Thảo xong lời hiệu triệu, chúng tôi bàn tiếp việc triệu tập hội nghị sứ ủy và ủy ban hành chính Nam Bộ để bàn gấp việc đối phó với quân Pháp.
Tôi muốn gọi điện ngay về Hà Nội báo cáo với bác và Trung ương. Rất tiếc phương tiện thông tin không có. Công việc này ngày hôm sau mới thực hiện được. Việc quân Pháp lăm lè chiếm lại Nam Bộ, bác đã có tiên đoán từ trước. Trước lúc vào Nam, bác đã nói với chúng tôi rằng quân Tưởng và Bắc Bộ và quân Anh Pháp sẽ chiếm Nam Bộ. Chúng ta cần phải chuẩn bị đối phó với cả hai thứ quân ấy. Tiên đoán của bác đã trở thành hiện thực. Trung ương vừa thông báo cho chúng tôi biết quân Tưởng đã vào hầu hết các thành phố, thị xã từ biên giới Việt Trung đến vĩ tuyến 16. Bác và Trung ương đang bận đối phó với cái bọn tàu phản động này. Còn chúng tôi phải lo đối phó với bọn thực dân Pháp ở phía Nam. Sáng sớm ngày 23 tháng 9, tôi đi gặp anh Nguyễn, nhờ anh chuyển bức điện khẩn cấp của tôi về Hà Nội. Trong bức điện tôi viết: Thưa bác và các anh, đêm qua 22 tháng 9, Pháp nổ súng chiếm Sài Gòn. Đảng bộ và nhân dân Nam Bộ đã sẵn sàng đối phó. Rồi chúng tôi đi vội đến trường Cây Mai thuộc Chợ Lớn, họp với các anh trong xứ ủy và ủy ban. Trên đường đi tới chỗ họp, tôi thấy quân Anh, quân Pháp, quân Nhật nhàn nhản. Trên các đường phố, thanh niên dựng chiến lũy, tự vệ công nhân xông ra đòi đánh, tiếng súng nổ liên tục. Tới nơi, tôi thấy các đồng chí tề tựu đầy đủ, hội nghị diễn ra sôi nổi. Nhiều đồng chí phát biểu tới 2 hay 3 lượt. Chung quy lại có 2 ý kiến. Một là chưa đánh ngay, kháng cự cầm chừng với quân đồng minh. Hai là kiên quyết đánh. Ý kiến kiên quyết đánh là hợp với lòng dân Nam Bộ lúc này. Đến giờ phút cuối cùng, hội nghị nhất trí động viên toàn dân kháng chiến cứu nước. Tình hình và công việc đều được báo cáo lên Trung ương và bác. Trong điện báo cáo nói rõ chúng tôi đã lập Ủy ban kháng chiến lo việc quân sự, ra lệnh tổng bãi công trong công nhân, thực hiện kế hoạch phá hoại đường giao thông, tiếp tế để bao vây quân địch và kêu gọi toàn dân, toàn quân chiến đấu. Sau này, tôi được các anh trong thực vụ Trung ương kể lại. Khi nhận được điện của xứ ủy và của các anh, bác và thường vụ Trung ương họp khẩn cấp nhất trí với chủ trương của xứ ủy. Trung ương quyết định thành lập những đơn vị Nam Tiến vào giúp đồng bào Nam Bộ chiến đấu. Chủ trương của bác và Trung ương quyết định tiến hành cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc là đúng đắn. Nó đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân cả nước, thà chết chứ không chịu làm nô lệ. Ngày 26 tháng 9 năm 1945, từ Sài Gòn, chúng tôi được nghe lời kêu gọi của bác qua đài phát thanh. Ở Sài Gòn, việc liên lạc với Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đón chủ trương của bác và Trung ương chủ yếu qua đài phát thanh. Khi bác và Trung ương kêu gọi, chúng tôi biết mình phải làm gì. Nhịp đập trong trái tim của bác cũng là nhịp đập trong trái tim chúng tôi. Tiếng bác trong làn sóng điện thiết tha và ấm áp lạ lùng. Hỡi đồng bào Nam Bộ, nước ta vừa tranh quyền độc lập thì đã gặp nạn ngoại xâm. Khi còn chiến tranh với Nhật thì bọn thực dân Pháp hoặc đầu hàng hoặc chạy trốn. Nay vừa hết chiến tranh thì bọn thực dân Pháp hoặc bí mật hoặc công khai lại mò lại. Trong 4 năm, họ đã bán nước ta 2 lần. Nay họ lại muốn thống trị dân ta lần nữa. Trong lời kêu gọi, bác tin tưởng cuộc chiến đấu của đồng bào Nam Bộ nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của toàn dân. Bác nói, cuộc chiến đấu của dân tộc ta là quang minh chính đạo, đòi quyền độc lập tự do, phải làm cho thế giới biết chúng ta là một dân tộc văn minh. Cả Nam Bộ lắng nghe tiếng nói bác Hồ, quyết tâm biến lời kêu gọi của bác thành ý chí quyết chiến quyết thắng và hành động dũng cảm. Anh Cao Hồng Lĩnh và anh Tưởng Dân Bảo nghe tiếng nói của bác xúc động lắm. Anh Bảo nói, đời tôi chưa được gặp cụ Hồ Chí Minh nhưng rất tôn kính cụ. Tôi biết anh Bảo là người yêu nước chân chính. Anh có tư tưởng chống Pháp từ hồi còn niên thiếu. Khi Nguyễn Thái Học lập Quốc dân đảng tuyên bố chống Pháp, anh xin tham gia. Bọn thực dân bắt anh đày giam tại Côn Đảo cùng một nhóm quốc dân đảng yêu nước như Trần Huy Liệu, Tô Chấn, Tô Hiệu, Trần Xuân Độ. Tại Côn Đảo, anh giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, xin gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Hai tên quốc dân đảng phản động là Nguyễn Ngọc Sơn và Nhượng Tống thù ghét anh Trần Xuân Độ và anh Tưởng Dân Bảo tới mức quy định mưu sát anh. Chúng chờ đội Lãng giết. Lỡ lúc sơ hở, đội Lãng cầm dao cắt họng và cắt cổ anh Bảo. May sao anh không chết, được anh em cứu chữa, dần dần anh Bảo khỏi bệnh. Từ đấy, càng ngày anh càng gắn bó với anh em tù cộng sản. Tôi biết anh khi anh bị giam giữ tại Côn Đảo. Giờ đây, anh hoạt động tại Nam Bộ, muốn góp phần mình vào sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Cùng nghe tiếng nói Bác Hồ qua đài tiếng nói Việt Nam hôm ấy còn có chị Ba. Chị Ba làm nghề nấu cao, hoạt động ở chợ Bến Thành, có cảm tình với Việt Minh.
Mặc dù rất bận, chị Ba vẫn nhận lời yêu cầu của anh Bảo đến giúp chúng tôi trong việc cơm nước. Chị làm việc hết sức chu đáo, bữa nào cũng cơm nóng, canh ngon, nhất là cho chúng tôi ăn rất đúng giờ. Lòng nhiệt tình của chị làm chúng tôi vô cùng xúc động. Chị chăm chú nghe tiếng nói Bác Hồ. Chị mơ ước một ngày nào đó sẽ ra Hà Nội thăm Bác. Nhưng trước mắt chúng tôi là cuộc chiến đấu chống xâm lược. Anh Phạm Văn Bạch, Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ gặp tôi để bàn bạc một số công việc quan trọng trước mắt. Lúc này anh Trần Văn Giàu không làm Chủ tịch Nam Bộ, chức vụ đó do anh Phạm Văn Bạch nắm từ ngày 7 tháng 9 năm 1945. Chủ trương của chúng tôi và Sứ ủy Nam Bộ lúc đó là phải chọn một số nhân sĩ trí thức có uy tín, chưa phải đảng viên Cộng sản làm Chủ tịch Nam Bộ, vì tình hình Nam Bộ lúc này rất cần cả về đối nội lẫn đối ngoại. Một danh sách các vị nhân sĩ trí thức lớn của Nam Bộ được giới thiệu, bàn đi tính lại mãi, cuối cùng các đồng chí đều thống nhất tiến cử anh Bạch. Anh Bạch là một trí thức có uy tín ở Nam Bộ, không chỉ nhân dân Nam Bộ biết mà ngay cả người Pháp cũng biết anh. Năm 1926, anh sang Pháp học. Sau 3 năm học, anh đậu luôn hai bằng cử nhân luật và cử nhân triết học. Tốt nghiệp cử nhân, anh học tiếp để thi tiến sĩ luật. Ở Pháp, anh chịu ảnh hưởng tư tưởng của phái cấp tiến, đề cao tự do cá nhân và giá trị cá nhân, nhưng còn xa lạ với chủ nghĩa cộng sản khoa học. Nhà trường trong xã hội Pháp lúc ấy bưng bít những lý luận chủ nghĩa Marx Lenin. Vì vậy, khi học tới năm thứ 3 đại học mà anh vẫn chưa hề được đọc sách báo Marxist. Các giáo sư ở Đại học Đường Pháp lúc bây giờ phần lớn tỏ thái độ chống cộng sản. Nhưng vì là một luật gia muốn biết rõ sự thật, nên nhà trường càng bưng bít không cho sinh viên nghiên cứu chủ nghĩa Marx Lenin, anh lại càng săn đón tìm hiểu nó. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh quyết định bí mật tìm hiểu chủ nghĩa Marx Lenin, nhờ đó dần dần nhận ra chân lý của thời đại. Cuộc đời tư tưởng của anh đã đi từ cấp tiến qua xã hội đến Marxist. Năm 1935, anh bảo vệ thành công tiến sĩ luật về quyền bình đẳng dân tộc, trở về nước. Anh làm nghề dạy học, có dạo làm chánh án tỉnh Bến Tre dưới thời Nhật. Phong trào yêu nước và cách mạng của dân tộc đã lôi cuốn anh, đưa anh vào trong hàng ngũ trí thức chống thực dân phát xít. Từ đấy, anh ra sức gần gũi thanh niên học sinh truyền bá tư tưởng dân chủ mà trước đó các em chưa từng biết. Anh là một người lịch thiệp, tính tình vui vẻ, dung dạng hấp dẫn, làm trạng sư bênh vực lẽ phải và công lý, ăn tiền rất ít, chủ trương thực hiện giáo dục hơn trừng phạt, cho nên đã gây tiếng vang trong Nam Bộ. Người ta yêu cầu anh ra ứng cử hội đồng quản hạt Nam Kỳ, viết báo nói về anh. Khi vào tới Sài Gòn, tôi được các đồng chí Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Cái, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Tây, những nhân vật trí thức và cộng sản nhắc đến tên anh với một cảm tình ưu ái. Một con người được cả những người cộng sản lẫn nhân sĩ trí thức, quần chúng lao động cảm tình, cho nên việc chọn anh làm Chủ tịch Nam Bộ là đúng đắn. Khi tôi điện ra Hà Nội báo cáo với Bác về anh, được Bác trả lời đồng ý và hoan nghênh. Nhưng có điều, khi anh Trần Văn Sầu thông báo cho anh quyết định làm Chủ tịch Nam Bộ, và nhất là lúc gặp tôi lần đầu, anh lại từ chối với lý do không có năng lực lãnh đạo chính trị. Thực ra lúc đầu không rõ vì sao anh hiểu lầm chúng tôi, cho rằng Việt Minh bố trí vai tuồng để rồi chết trong tay người Anh, người Pháp. Sự hiểu lầm của anh làm anh rất dè dặt mỗi khi gặp tôi. Chúng tôi kiên trì thuyết phục anh để anh thấy rõ đường lối của Bác và của Trung ương là quang minh chính đại. Dần dần anh nhận ra vấn đề và cuối cùng vui vẻ nhận chức. Trong bản tự thuật viết ngày 24 tháng 2 năm 1952, anh nói rõ sự hiểu lầm lúc đầu gây xao xuyến trong tư tưởng anh. Giờ đây, khi Nam Bộ bước vào kháng chiến, anh cùng đồng bào hăng hái chiến đấu. Trên một chiếc thuyền lướt qua các kênh rạch, tôi và anh trao đổi nhiều vấn đề, nhưng tự chung lại là bàn biện pháp duy trì bộ máy chính quyền khắp Nam Bộ, biện pháp củng cố các ngành công an, tài chính, tư pháp. Những ngày đầu kháng chiến ở Nam Bộ, chúng tôi biết các anh trong Sứ ủy, Ủy ban Kháng chiến và Kỳ bộ Việt Minh làm việc hết sức vất vả và năng động. Tôi biết các đồng chí phân công nhau đi các tỉnh Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Sa Đéc, Long Xuyên, Sóc Trăng, Bạc Liêu kiểm tra và chỉ đạo công việc kháng chiến. Các đồng chí lập phương án sơ tán các cơ quan, kho tàng, tản cư ra khỏi Sài Gòn và chỉ trong vài ngày đã thực hiện thành công phương án. Một kỳ công mà sử sách cần ghi lại là các đồng chí, trong đó có vai trò của anh Ngô Tấn Nhơn và anh Phạm Văn Bạch, đã tập trung sức vào việc xây dựng đài vô tuyến điện để liên lạc giữa Nam Bộ và Trung ương.
từ Sài Gòn xa xôi, ở cách xa Hà Nội và Việt Bắc, nếu không có một hệ thống liên lạc bằng vô tuyến điện sẽ gặp khó khăn biết nhường nào trong mối liên hệ giữa Nam Bộ với Bắc và Trung ương. Vì vậy, việc xây dựng đài vô tuyến điện là một chiến công to, đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Chiến sự ngày càng ác liệt, quân Pháp ngày càng lớn tới, đánh chiếm Cầu Bông, Cầu Kiệu, Cầu Khánh Hội, Cầu Chữ Y. Đây là dấu hiệu nói rằng địch thực hiện âm mưu chia cắt, khóa chặt mối liên hệ giữa bên trong và bên ngoài Sài Gòn. Quân Pháp cùng quân Anh mỗi lúc đánh nóng ra, nhưng đều bị các lực lượng vũ trang của ta chặn đánh. Chiến sự diễn ra ác liệt ở khu vực Cầu Bông, Cầu Kiệu, Cầu Khánh Hội, Cầu Chữ Y. Khi thông các cầu, quân từ ngoại ô đột nhập vào thành phố, đánh giáp La Cà, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Quân Pháp tổn thất nặng nề ở Tân Định, Đa Cao. Quân ta đổ máu nhiều trong thành phố. Trong cuộc chiến hết sức ác liệt này, nổi lên những chiến sĩ tự vệ công nhân lăn xả vào quân Anh, quân Pháp mà đánh. Và khi họ cắt ngón tay, lấy máu, viết lên dòng chữ quyết xả thân bảo vệ Sài Gòn, cũng là lúc nổi lên thiên anh hùng ca chói lọi của những tay búa, tay súng. Chỉ trong vài ngày, giai cấp công nhân Sài Gòn lập xong 350 đội xung phong công đoàn và đội tự vệ. Chẳng mấy chốc, gần 140 sinh nghiệp và công sở, hơn 20 kho tàng, gần 20 đầu máy xe lửa, hơn 50 tàu và 200 xe ô tô của Pháp bị phá hủy. Trong xưởng máy, công nhân làm việc suốt ngày đêm rèn ráo, mác cuốc xẻng phục vụ chiến đấu. Khi quân Pháp áp sát Sài Gòn, lập tức công nhân tìm mọi cách chuyển máy móc thiết bị ra ngoài, thành lập tại Dĩ An và An Phú Đông, hai xưởng công binh lớn, kịp thời sản xuất vũ khí đánh địch. Thanh niên và thiếu nhi Sài Gòn chiến đấu với tinh thần bóp nát quả cam, noi gương Trần Quốc Toản năm xưa. Hình ảnh em thiếu niên Lê Văn Tám dũng cảm đốt cháy kho xăng địch tại Thị Nghè để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Nhìn kho xăng bốc cháy, tiếng đạn nổ, khói tỏa mịt mùng, ai nấy tự hào về sức tổng mãnh liệt của một em bé thiếu nhi nghèo khổ của Sài Gòn. Với tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, cả Sài Gòn nhất loạt tổng bãi công, bãi chợ, bãi khóa, tẩy chay địch, chiến lũy mọc lên các đường phố. Nhân dân quảng ra hàng vạn chiếc ghế, khúc gỗ, giường tủ làm chướng ngại vật không cho xe của quân địch tiến vào. Cả Sài Gòn vào trận với khí thế hào hùng chưa từng thấy trong lịch sử giữ thành từ khi Pháp sang xâm lược. Địch vẫn lấn tới, súng nổ ở Tham Lương, Bà Quẹo, Chợ Đệm, Bình Điền. Sài Gòn hình thành ba mặt trận chính: Tham Lương, Bà Quẹo do anh Trần Văn Trà chỉ huy, cầu Chợ Đệm, Bình Điền do anh Bảy Trấn lãnh đạo và mặt trận Cầu Bông. Chị Nguyễn Thị Thập lúc ấy ở tổng hành dinh của mặt trận Tham Lương, Bà Quẹo đóng tại Bà Điểm. Chị lo việc hậu cần cho quân đội, diễn thuyết ở chợ Đức Hòa, lôi kéo được hàng trăm thanh niên xin nhập ngũ. Người ghi tên tòng quân đông đến nỗi chị phải cho rút thăm, ai chúng thì đi. Lúc ấy, lương thực của ta còn thiếu, súng đạn cũng ít, nhưng tất cả đều muốn xung trận. Nhiều thanh niên không trúng thăm, phải ở lại hậu phương, cứ ôm mặt khóc như là trẻ con. Chị mời Thập trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến thường tả xung hữu đột, lặn lội cùng đồng chí, lên tận Thủ Dầu Một mua được nhiều đạn của đồng bào mò dưới các suối do Nhật đổ xuống trước lúc đầu hàng đồng minh. Đồng bào thượng bán cho chị hàng trăm tên nỏ tầm thuốc độc để cung cấp cho mặt trận của anh Huỳnh Văn Một ở Vườn Thơm. Khi mặt trận Chợ Đệm bị vỡ, cầu sập, cắt đứt giao thông giữa Sài Gòn và Mỹ Tho, chị lại vận động nhân dân ủng hộ ghe cho cán bộ, bộ đội đi lại. Lúc bấy giờ, bên cạnh lo việc chiến đấu, còn có việc tổ chức đón anh em tù cộng sản từ côn đảo trở về. Tôi đón anh em ở Cần Thơ cùng các đồng chí trong sư ủy. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nước mắt giàn giụa. Anh em sau bao năm bị giam cầm, nay trở về với thân hình tiều tụy. Tuy vậy, ai nấy đều hăm hở xin nhận công tác ngay. Vì một nền độc lập tự do của Tổ quốc đã không ngăn được bước tiến của mọi người. Một số đồng chí được bổ sung vào sư ủy, số đông chia nhau đi công tác ở các tỉnh. Lực lượng hùng hậu này đã góp phần không nhỏ vào cuộc kháng chiến ở Nam Bộ đang diễn ra ác liệt. Những chiếc tàu chiến khổng lồ từ bên kia đại dương cứ ùn ùn kéo đến Nam Bộ. Lực lượng quân Pháp được sự giúp đỡ của Anh Mỹ từ Sài Gòn, chúng đánh ra các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Nhưng bị quân ta chặn đánh quyết liệt, chúng phải giam chân trong thành phố. Mặc dầu vậy, nhiệm vụ đối phó với địch không chỉ khoanh trong Sài Gòn mà bắt đầu tỏa ra toàn Nam Bộ. Trước sự kiện nóng bỏng đó, tôi và anh Cao Hùng Lĩnh tạm thời phải xa nhau, mỗi người đi một số tỉnh giúp sức vào chỉ đạo chiến đấu của địa phương.
Trước mắt, anh lĩnh xuống Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc. Còn tôi về Tân An và bám sát vùng ven Sài Gòn. Hôm chia tay, anh lĩnh và tôi đều ngậm ngùi. Anh bảo tôi, chiến sự diễn ra sẽ ngày càng ác liệt. Vận nước run rủi, phận người khó lường. Rất có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi cũng thấy như vậy. Nhưng cả hai chúng tôi đều tin tưởng ở ngày chiến thắng. Về đi Tân An, tôi đánh điện báo cáo ngay với bác và Trung ương về tình hình chiến sự ở Nam Bộ và nêu biện pháp trong đối sách của ta. Cùng lúc đó, tôi nhận được tin đại diện của quân Anh làm môi giới cho Pháp muốn gặp Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ xin điều đình vì quân Pháp đang bị quân ta dồn vào thế quẫn bách, thiếu lương thực, thực phẩm, vũ khí. Tôi điện tiếp báo cáo với bác để xin ý kiến. Bác trả lời, có thể đàm phán với chúng. Có điều bác dự đoán kết quả rất mong manh nhưng còn nước còn tát. Chúng tôi cũng dự kiến đây chỉ là kế hoãn binh của Pháp, chờ dịp chúng lại quật lại ta. Vấn đề đặt ra là phải hết sức tỉnh táo. Nhận lời đàm phán, tôi, anh Phạm Văn Bạch và anh Phạm Ngọc Thạch lên đường vào Sài Gòn, hôm ấy vào ngày 1 tháng 10 năm 1945. Chẳng may cho chúng tôi, xe vừa ra khỏi Tân An, một quả đạn của địch bắn trúng lốp xe, xe lật nhào, hất chúng tôi đi xuống ruộng. Chiếc mũ phớt của tôi văng ra xa, còn chiếc cặp bị rách nát. Tôi nằm mê man bên bờ ruộng, tỉnh dậy, sờ khắp người, may sao không việc gì. Tôi nhìn sang bên thấy anh Bạch và anh Thạch đang lóp ngóp bỏ dậy. Cũng may cho chúng tôi là không ai bị thương. Nhân dân ở gần đấy thấy chúng tôi bị nạn, họ chạy ra lấy dầu cù là xoa bóp cho chúng tôi. Ngồi nghỉ một lát, chúng tôi thuê chiếc xe khác để đi. Cuộc đàm phán giữa chúng tôi với đại diện Anh và Pháp tại Sài Gòn diễn ra từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 1945. Chúng tôi đề nghị phía Anh Pháp cần chấm dứt sự can thiệp vào Sài Gòn, Nam Bộ và toàn cõi Việt Nam, trả lại độc lập, dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Trước hết, cần rút hết quân đội Anh Pháp ra khỏi Sài Gòn và không được nóng ra các tỉnh khác của Nam Bộ. Nếu phía Anh Pháp thực hiện đúng những lời cam kết đó, chúng tôi sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm, điện thắp sáng cho họ trong những ngày lưu tại Việt Nam. Những quân nhân Anh Pháp bị bắt cũng sẽ được trao trả. Nhưng phía Anh rất ngoan cố. Chúng làm như ra lệnh cho chúng tôi phải cung cấp lương thực, thực phẩm và trả lại ánh điện cho chúng. Yêu cầu của chúng tôi đề ra, họ lờ đi không bàn, mà chỉ đòi những thứ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của chúng. Cuộc đàm phán không mang lại kết quả. Trong quá trình đàm phán, chúng tôi bàn bạc kỹ với các đồng chí bên quân sự chuẩn bị mọi mặt, tiếp tục chiến đấu, hạn chế sự tiến công của địch. Sau cái cuộc đàm phán vô hiệu quả này, chúng tôi thấy cần xây dựng lực lượng kháng chiến ở nông thôn và duy trì cơ sở trong thành phố, tiếp tục chiến đấu lâu dài. Lúc này, địch đánh giáp. Chúng càn quét rất dữ các vùng xung quanh Sài Gòn. Chúng tôi phải di chuyển cơ quan Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ về Đồng Tháp 10. Trong lòng Sài Gòn, tuy các cơ quan đầu đạo đã rút ra, nhưng từng tốp vũ trang vẫn liên tiếp đột nhập đánh địch ở trung tâm thành phố. Sân bay Tân Sơn Nhất bị quân ta uy hiếp. Tàu chiến Pháp cập bến Sài Gòn bị quân ta bắn cháy. Những chiến sĩ biệt động đi lùng những tên Việt gian để trừ khử. Lửa trong thành vẫn cháy, tiếng súng trong thành vẫn nổ. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hướng về Sài Gòn tiếp sức cho Sài Gòn. Trên các nẻo đường, những chiếc xe thổ mộ chở lương thực, thực phẩm về Sài Gòn cung cấp cho chiến đấu. Một niềm vui xúc động mạnh trong lòng đồng bào miền Nam khi được tin những đơn vị nam tiếng từ Hà Nội, căn cứ địa Việt Bắc, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã hành quân đến mặt trận Sài Gòn tiếp sức chiến đấu cho quân và dân Sài Gòn. Từ đây, trong chiến hào Sài Gòn, ngoài quân địa phương còn có quân từ khắp các miền Tổ quốc. Bản hùng ca trên trận vang lên tình đoàn kết của những người anh em, con lạc, cháu hồng. Quân ta vẫn vây chặt quân địch trong thành phố cho tới cuối tháng 10 năm 1945, khi chúng được tăng viện thêm Trung đoàn Bộ binh RICM với đầy đủ trang bị, rồi những đơn vị pháo binh Anh yểm trợ, quân Pháp mới phá được vòng vây đánh nấu ra các tỉnh quanh Sài Gòn. Như vậy, suốt hơn một tháng trời, kể từ khi quân Anh Pháp đánh Sài Gòn, bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta đã gấp rút sửa soạn chiến đấu và làm tốt công tác sơ tán. Khi quân Anh Pháp bắt đầu đánh nóng ra ngoài Sài Gòn, cuộc kháng chiến ở Nam Bộ chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn chiến đấu trên toàn chiến trường miền Nam. Một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lúc này là phải củng cố và phát triển gấp các lực lượng vũ trang. Chủ trương này dẫn tới Hội nghị Sứ ủy mở rộng họp tại Thiên Hộ, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, ngày 25 tháng 10 năm 1945.
Ngoài các đồng chí trong sự ủy, dự hội nghị còn có các anh Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, đại biểu các đảng bộ tỉnh thành của Nam Bộ. Thay mặt Thường vụ Trung ương Đảng tới tham gia công việc lãnh đạo hội nghị, hội nghị nhận định các tổ chức cơ sở đảng được củng cố một bước. Các thành viên Cộng sản trong nhóm Tiền Phong và nhóm Giải Phóng đã hợp nhất từ tháng 8 năm 1945 lập ra Sứ ủy Lâm thời Nam Bộ, tạo thành sức mạnh bên trong hết sức quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi trong tổng khởi nghĩa tháng 8. Các tổ chức đoàn thể, quân chúng bước đầu được củng cố, quy về một mối. Song, đối với các lực lượng vũ trang còn nhiều phức tạp. Chúng ta biết rằng để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy trong cách mạng tháng 8, các địa phương ở Nam Bộ đều chủ động phát triển các đoàn thể cứu quốc, thành lập lực lượng vũ trang. Dân quân du kích và tự vệ phát triển mạnh. Riêng Sài Gòn đến tháng 10 năm 1945 đã có 800 đội tự vệ với 15.000 chiến sĩ. Lực lượng du kích và tự vệ chủ động mua sắm vũ khí tự trang bị. Dần dần, một số đơn vị phát triển thành bộ đội chủ lực. Nhưng tình hình Nam Bộ lúc này khá phức tạp. Nhiều người nhân việc nổi dậy của nhân dân đã tổ chức ra những đơn vị vũ trang theo lối tự phát. Những lực lượng vũ trang ngày một lớn dần theo kiểu ấy. Ủy ban Nhân dân Nam Bộ đứng trước một tình thế khó xử đã công nhận những lực lượng này biên chế thành đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sư đoàn. Đệ nhị sư đoàn vốn là tổ chức do bọn Đại Việt, tay sai cũ Nhật tập hợp lại, được bổ sung thêm một số thanh niên, tất cả khoảng 1.000 người. Đệ tam sư đoàn vốn là đám tàn quân trong Thanh niên Phòng vệ đoàn, một tổ chức thanh niên vũ trang tay sai của Nhật, có bổ sung thêm quân sẽ lên 500 người. Đệ tứ sư đoàn là một tổ chức hỗn độn do những viên chức cũ, lính ngụy cũ của Nhật, những tên Trotsky, các phần tử giáo phái cùng một số phần tử phản động khác lập ra, tất cả khoảng 1.000 người. Khi Nam Bộ chuẩn bị kháng chiến, có những đơn vị bảo an binh, một tổ chức tay sai gồm toàn binh lính người Việt Nam do Đế quốc chỉ huy nhằm bảo vệ chính quyền thực dân chống lại nhân dân. Lực lượng này được phép tổ chức không chỉ ở Nam Bộ mà còn ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Bắc Bộ và Trung Bộ là những đơn vị lính khô xanh Gác Anizet, Gác Indochinoise, miền núi gọi là bọn lính dõng, tức là Gác de Montagne. Nam Bộ gọi là lính thủ hộ Gác Civil. Khi Nhật đảo chính Pháp, Nhật chuyển những đơn vị này từ công cụ của Pháp chuyển sang làm ngụy quân cho Nhật. Khi Nhật bị cách mạng ta quật đổ, những tổ chức này có một số đơn vị tan rã, một số xin theo ta. Tại Nam Bộ, trên cơ sở những đơn vị bảo an binh, ta đã bổ sung thêm một số công nhân thanh niên lập ra những Cộng hòa vệ binh. Tỉnh nào thì cũng có một, hai đại đội, hoặc đông thì một tiểu đoàn Cộng hòa vệ binh. Riêng Sài Gòn lập ra đệ nhất sư đoàn, tập hợp ba đơn vị bảo an binh là Lữ đoàn Cơ động Chí Hòa, Lữ đoàn Cơ động Gia Định và Lữ đoàn Trợ giúp. Ba đơn vị được bổ sung những công nhân, thanh niên cốt cán, tất cả khoảng 1.000 người. Trong số những người vốn là bảo an binh rồi đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sư đoàn, nhiều người gắn bó với cách mạng suốt đời. Nhưng cũng không ít người giữa đường đứt gánh. Một số người trong đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sư đoàn chưa đánh đã chạy. Ngoài những lực lượng vũ trang trên, còn có lực lượng vũ trang Bình Xuyên thành lập trong những ngày đầu giành chính quyền, gồm những anh hùng hảo hán trong giới giang hồ ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Khi cách mạng nổ ra, một số người đứng đầu tổ chức giác ngộ, đem lực lượng của mình theo Việt Minh, chịu sự lãnh đạo của chính phủ lâm thời do Bác làm chủ tịch. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, nhiều người trở thành những cán bộ, chiến sĩ ưu tú. Tuy vậy, trong hàng ngũ của họ rất phức tạp. Không ít người vẫn sống trong cảnh dọc ngang nào biết trên đầu có ai, buông thả khôn cùng trong quân ngũ. Một số người bỏ kháng chiến dinh tê. Trong số những vị chỉ huy quân đội Bình Xuyên phải kể đến Tá Mạnh, một người có tư cách và khả năng tập hợp bộ đội của mình đi theo kháng chiến. Bên cạnh Tá Mạnh là Ba Dương, tức là Dương Văn Dưỡng, một người có năng lực tổ chức. Trông bề ngoài, Ba Dương là một con người nhỏ bé, dáng nho nhã, có vẻ quan văn nhưng kỳ thực lại là tay võ tướng, có uy tín lớn trong bộ đội Bình Xuyên. Nơi đóng quân của bộ đội Bình Xuyên thường không ở trên cạn, mà trên các dòng sông lạch, đi lại bằng thuyền qua nhiều ngóc ngách, gần giống như bản doanh của các anh hùng Lương Sơn Bạc. Ngoài bộ đội Bình Xuyên, còn có các lực lượng vũ trang Cao Đài, Hòa Hảo, những sư đoàn, lữ đoàn tự phong liên tiếp dựng lên các căn cứ ở từng nút và đồng bằng. Tính chất phức tạp của các lực lượng vũ trang Nam Bộ đã gây không ít những khó khăn cho ta. Nói chung lại, Sứ ủy lúc đầu mới chỉ nắm chắc được lực lượng vũ trang của Công đoàn Nam Bộ, những đơn vị quân giải phóng liên quan Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa trong nhóm giải phóng
và một số đơn vị vũ trang ở địa phương do các tỉnh trực tiếp tổ chức ra. Do chưa quy về một mối thống nhất cho nên xảy ra tình trạng tranh chấp nơi đóng quân, tranh chấp giữa quân sự với cơ quan chính quyền gay gắt tới mức có địa phương đem quân bắt người của nhau, sát phạt nhau, dùng phương tiện thông tin công kích nhau, ai cũng cho mình là phải. Đứng trước sự đa dạng và phức tạp của các lực lượng vũ trang Nam Bộ, Hội nghị Thiên hộ đã thảo luận và xác định một nguyên tắc cơ bản là cần chấn chỉnh ngay các đơn vị, tăng cường những cán bộ trung kiên vào các cương vị chỉ huy, nhất là phải đặt nó dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, có thể nói, Hội nghị Thiên hộ đánh dấu mốc lịch sử trong việc củng cố lực lượng vũ trang Nam Bộ. Sẽ không đầy đủ nếu nhìn Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến thuần túy quân sự mà bỏ qua vấn đề chính trị. Phải nói rằng, về mặt chính trị, quần chúng Nam Bộ rất cách mạng. Giai cấp công nhân thực sự đi đầu chống ngoại xâm. Giai cấp nông dân tỏ rõ lòng trung kiên với nước, xông vào trận, không một chút chần chừ, tỏ rõ lực lượng cách mạng hùng hậu, kề vai sát cánh cùng giai cấp công nhân chiến đấu. Bản hợp xướng cách mạng còn có thêm nhân dân lao động, thanh niên, phụ nữ, bồ lão, thiếu niên. Trong tiếng súng nơi xa trường, còn có tiếng mõ của người tụng kinh và tiếng chuông nhà thờ Dung. Nói như vậy thì không có nghĩa mọi việc đều êm đềm trong hoàn cảnh Nam Bộ có nhiều đảng phái, đoàn thể, nhiều dân tộc, tôn giáo. Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ, Hiếu Nghĩa, Từ Ân đều có những thuyết phép làm mê hoặc lòng người, ám ngứa tâm hồn, rút phép thông công, ngăn trở ít nhiều những bước tiến cách mạng. Giai cấp tư sản địa chủ tìm mọi cách khống chế thành thị và nông thôn, chống lại chương trình Việt Minh. Bọn Việt gian bám chân Nhật nay quay sang bám mông Pháp, ngoe ngoảy chiếc đuôi nịnh nọt chủ mới, lập công bằng việc làm chỉ điểm bắt giết cán bộ ta. Điều đáng phải suy nghĩ là đội tiên phong Nam Bộ, những người cộng sản chưa thật cố kết cùng nhau làm giảm sức chiến đấu của Đảng. Tất cả đều phải củng cố. Tôi tập hợp tình hình báo cáo lên Bác và Trung ương. Trong lúc chờ chỉ thị mới, chúng tôi cùng sứ ủy, ủy ban kháng chiến Nam Bộ phân công nhau đi củng cố từng mặt, từng đoàn thể, củng cố quân đội, chính quyền, Đảng. Việc nào cũng quan trọng và gấp gáp. Lúc này, đại biểu của Trung ương tại Nam Bộ vẫn chỉ có tôi và anh Cao Hồng Lĩnh. Tôi lo việc chính trị, Đảng, các đoàn thể. Còn anh Lĩnh lo việc củng cố các lực lượng vũ trang. Dù sao, những ý kiến của hai chúng tôi chỉ là đóng góp nhỏ. Cái quyết định thắng lợi vẫn là sứ ủy, ủy ban kháng chiến, những cán bộ chủ chốt kiên trung. Nhưng quyết định nhất vẫn là quân và dân Nam Bộ tràn đầy tinh thần yêu nước. Anh Lĩnh dạo này bị ốm, những cơn sốt làm khuôn mặt anh nhợt nhạt. Tôi khuyên anh nghỉ ít bữa cho khỏe rồi hãy hoạt động. Anh không chịu nghỉ, cùng với anh Nguyễn Văn Tây, Thanh Sơn và một số anh ở Côn Đảo về, trong đó có anh Phan Trọng Tuệ, bàn việc lập các căn cứ chống Pháp. Đã có lần anh theo đường dây do anh Huỳnh Văn Tiếng thiết kế đột nhập Sài Gòn tổ chức mạng lưới tình báo. Ít lâu sau, Bác và Trung ương cử thêm anh Lê Văn Hiến vào kiểm tra lực lượng Bình Xuyên. Vào đến nơi, anh làm việc ngay với các thủ lĩnh Bình Xuyên như là Ba Dương, Tám Mạnh. Thay mặt chính phủ, anh đọc thư của Bác và Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp tuyên bố công nhận Bộ đội Bình Xuyên trở thành một trong những đơn vị quân đội quốc gia Việt Nam. Anh Ba Dương thay mặt Bộ đội Bình Xuyên tỏ lòng trung thành với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các anh áo ước có ngày được gặp nhau trong lòng Hà Nội. Bộ đội Bình Xuyên lúc này được trang bị tương đối tốt, ngoài súng bộ binh thông thường, còn có súng phòng không, pháo binh. Hàng ngũ chỉnh tề, ăn mặc đồng phục, thể hiện sự trưởng thành nhanh chóng, tự túc, tự cấp của Bộ đội Bình Xuyên. Sau khi nhận được báo cáo của chúng tôi về tình hình Nam Bộ, Bác và Trung ương họp nhận định tình hình chung trong cả nước và ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc. Chỉ thị vạch ra nhiệm vụ chiến lược kiên trì kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Chỉ thị dành một phần nói về nhiệm vụ của Nam Bộ và Nam Trung Bộ là cắt đứt liên lạc giữa các thành phố đó về kinh tế, bao vây về chính trị và làm rối loạn về quân sự. Chỉ thị nêu rằng phải áp dụng chiến tranh du kích đến triệt để, vận động nhân dân thành thị bất hợp tác với địch và thực hiện nhà không đồng vắng khi địch tràn về thôn quê. Điều cốt yếu là giữ vững liên lạc giữa các chiến khu để thống nhất chỉ huy, chọn địa điểm chiến lược lợi hại để đóng quân, tiến có thể đánh, lùi có thể giữ, kế hoạch tiến thoái đều phải tính toán kỹ. Như vậy, chỉ thị đã vạch ra những nét cơ bản về bức tranh kháng chiến ở Nam Bộ. Điều này chứng tỏ Bác và Trung ương tuy ở xa Nam Bộ, nhưng rất sáng suốt trong việc định hướng cho cuộc chiến đấu lâu dài trên mảnh đất thành đồng tổ quốc. Chúng tôi nhận được chỉ thị này trong lúc các đơn vị vũ trang của đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sư đoàn
đang có sự phân hóa sâu sắc. Nhiều người trong binh sĩ cũ không chịu nổi gian khổ, đầu hàng địch, phản bội nhân dân. Những phần tử kiên quyết kháng chiến tập hợp lại thành lực lượng vũ trang mới. Qua việc bỏ tạp ly tinh, lực lượng vũ trang cách mạng Nam Bộ trưởng thành một bước, đệ nhất sư đoàn cũng bị phân hóa. Những bọn đầu hàng chạy về Sài Gòn bám chân Pháp, bộ phận còn lại rút về Bến Tre củng cố lực lượng. Nhờ cấp ủy đảng địa phương chăm sóc và giúp đỡ cho nên lực lượng phát triển nhanh chóng.